Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 291, Độc ý thấu xương 2. Vì Trầm Uyên này quá mức cuồng ngạo rồi, quả thực không biết cái gì là tốt xấu. Cảnh Hựu thần khẩu khí hung hãn, bước những bước dài đuổi theo tứ hoàng tử ở phía trước. Tứ hoàng tử một tay chắp sau lưng, cước bộ thong thả quyết đoán, giống như tính cách của hắn, quyết đoán mà quyết tuyệt, âm thanh hắn lạnh lùng nói, hắn không phải cuồng ngạo, chẳng qua là không để ta sử dụng. Nghĩ đến khí độ và cách đối đáp của Vi Trầm Nguyên vừa rồi, cùng với sự thông tình đạt lý, nhìn thấu lòng người, không thể không thừa nhận lý do tại sao Phù Hoàng lại chọn hắn làm trạng nguyên, khi chất tài hoa như thế lại xuất hiện trên người một hàn môn thư sinh nếu là một người mộ tài thì sẽ phải luyến tiếp hắn. Hơn nữa văn chương của Vi Trầm Uyên hắn cũng đã xem qua, đúng là rất có ý tưởng riêng. Chả trách Phụ Hoàng nói với Thái Phó rằng Vi Trầm Uyên về sau tất được trọng dụng. Dĩ nhiên, hắn hai lần lôi kéo, nhưng người này đều tỏ vẻ cự tuyệt. Điều đó làm cho tứ hoàng tử cao cao tại thượng làm sao có thể nhẫn nhịn, nếu không thể để hắn sử dụng, như vậy cũng không thể để những người khác sử dụng cảnh hữu thần theo ở phía sau đang phân tích suy nghĩ của tứ hoàng tử thấy hắn nhăn lại mày rậm sắc mặt không thay đổi trong lòng biết tâm tình hắn khẳng định không tốt nhớ tới tin tức mấy ngày trước lấy được liền nói tứ hoàng tử vi trầm uyên này thần cảm thấy hắn có vấn đề vấn đề gì lúc trước tiết quốc công ở trên cuộc thi đình còn nhắc nhở trương các lão giúp nói chuyện nhưng sau đó trương các lão lại nhẹ nhàng bâng quơ nói cho qua vấn đề như thế mới khiến cho bệ hạ không hề có khúc mắc mà chọn vi trầm uyên làm trạng nguyên cảnh hữu thần bước lên trước một chút thanh âm hơi chậm lại nói hơn nữa theo thần biết sau cuộc thi đình trương các lão còn ghé qua quốc tử giám thăm vi trầm uyên câu chuyện trước thì tứ hoàng tử thật ra đã biết nhưng về phần sau này hắn thoáng quay đầu nói tại sao đến bây giờ mới nói cho ta biết cảnh hữu thần lập tức kinh sợ nói vì thần nghĩ rằng trương các lão đến thăm vi trầm uyên là muốn giúp ta lôi kéo hắn lôi kéo hừ tứ hoàng tử nghe xong hừ lạnh nói trương các lão cùng tiết quốc công hai nhà không phải đã đám hỏi sao cảnh hữu thần không trả lời mà hỏi ngược lại tứ hoàng tử tà liếc hắn một cái trong ánh mắt sắc bén lóe lên tia tinh nguyện trương các lão có thể ở trong triều lăn lộn nhiều năm như vậy ngươi cho là nhờ vào quan hệ thông gia sao còn lão lấy tiểu cô gì nhỏ là thật nhưng người mà con thứ hai của lão cưới là ai còn không phải người của lão ngũ bên kia lão căn bản là không muốn tham dự vào cuộc tranh chấp quyền lực này bất quá đã là lão đầu tử rồi nguyên văn là bánh quẩy già ý là già sắp chết rồi biết bên kia cũng không đắc tội được bên nào cũng muốn lôi kéo hắn đơn giản là hai bên đều cưới thì cũng sẽ không đắc tội bên nào cả Cảnh hữu thần bị tứ hoàng tử lớn tiếng chỉ trích, chỉ hận mình vẫn không nhìn ra được điểm này, những mối quan hệ phức tạp này nếu không chú ý sẽ dễ bị nhầm lẫn. Tứ hoàng tử nói xong thì dừng một chút, lại nói, bất quá người nói cũng đúng, dựa vào vị trí ngày hôm nay của trương các lão, lão căn bản là không cần lôi kéo ai, lão tới gặp vi trầm uyên, nhất định là vì nguyên nhân gì đó, người điều tra thật kỹ cho ta, đến tột cùng là vì sao? Cảnh hữu thần vội vàng lên tiếng trả lời, lần trước từ Dương Châu trở về, tứ hoàng tử đã ở trước mặt minh đế bị khinh thị vài lần, mà ngũ hoàng tử lại được minh đế phái đi làm vài nhiệm vụ, nếu cứ tiếp tục tình trạng này, chỉ sợ sẽ khiến công sức tứ hoàng tử tính toán trở nên vô ích. Nói đến cùng, ngũ hoàng tử cũng là do nguyên hậu sinh ra, là con trai trưởng chân chính, có hắn ở phía trước, tứ hoàng tử tuy rằng là con của hoàng hậu, nhưng mỗi ngày đều có cảm giác bị uy hiếp nhưng những năm gần đây thái độ của minh đế càng ngày càng mơ hồ nhìn không ra trong lòng rốt cuộc là vừa ý vị hoàng tử nào hơn hơn nữa những hoàng tử trẻ tuổi cũng trưởng thành theo từng năm dần dần cũng sẽ tạo ra uy hiếp việc này đối với hoàng hậu và tứ hoàng tử thèm muốn đoạt được vương vị mà nói là một loại áp lực ngày ngày dồn nén trong lòng hắn muốn lôi kéo tất cả mọi người đã được minh đế ở trước mặt bá quan trọng dụng cho nên mới chú ý tới vi trầm uyên như thế. Trên đường cái phía đông, một đôi mắt từ khe hở cửa sổ đem chuyện vừa mới xảy ra toàn bộ thu vào đáy mắt, khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị. Thu Thủy vào lúc mọi người đang tranh cãi, trong lòng cảm thấy nhàm chán, lại nhìn vào tiệm bán các món ngoại quốc ở đối diện đang treo một chiếc vòng cổ bằng vỏ sò vô cùng xinh đẹp, vì thế lén chuồn qua đó, nhìn một hồi, lại cảm thấy tiệm khác có trang sức đẹp, lại đi qua đó ở trong những cửa hàng đi qua đi lại cuối cùng đi đến một tiệm bán đồ chơi nhìn chúng một cái vòng tay điêu khắc bằng gỗ hơn nữa nhìn vào giá cả cũng không tính là mắc trên người vừa hay có bạc mà tỉ tỉ cho vừa muốn bỏ tiền mua ai ngờ có một bàn tay đã dành trước chỉ vào vòng tay điêu khắc bằng gỗ nói cái vòng tay này thật đẹp trưởng quầy bọc lại cho ta ta mua thu thủy gương phục ngẩng đầu nhìn lại thấy một cô gái diện mạo tú lệ trải búi tóc hình vòng đối xứng, nhìn trường quầy ở đối diện cười. Cái vòng tay này là ta thấy trước, nên để cho ta mua trước. Thu Thủy mở miệng nói. Nữ tử kia dương mắt nhìn nàng nhưng không có tức giận, chỉ là mở to hai mắt hỏi, thì ra cô nương đã nhìn trúng vòng tay này trước à? Đúng vậy a à, ta đã chuẩn bị mua thì ngươi lại dành trước ta rồi. Thu Thủy bĩu môi, thì ra là cô nương nhìn trúng trước vậy thì ta không thể mua rồi. Hơn nữa nhìn kỹ nghệ của vòng tay này lại như đang tôn lên màu da trắng nón của cô nương, ta đây không mua nữa đâu. Nữ tử kiềm miệng lưỡi lanh lợi lại ngọt, ánh mắt khi cười sáng long lanh, nhưng trong con mắt những người từng trải đều có thể nhìn ra được ánh nhìn không có hảo ý của nàng ta. Đáng tiếc thu thủy hoàn toàn nhìn không ra, kỳ thật thiếu nữ này nhanh tay hơn nàng ta, nàng ta lại già mồm át lẽ phải, nay người ta tặng cho mình, lại khen mình có làn da tốt nàng ta nhất thời vui vẻ ra mặt cảm thấy cô gái kia có phần thân cận hơn không cần nói như vậy kỳ thật ngươi cũng rất xinh đẹp đâu có ta vừa nhìn thấy cô nương đã cảm thấy như có duyên cô nương là đang đi dạo phố à nữ tử kia tỏ vẻ như cùng thu thủy có duyên lập tức tới gần một chút rút ngắn khoảng cách giữa hai người thu thủy khi đến kinh thành phần lớn thời gian là nhìn thấy người trong thẩm phủ làm sao có người có thể cùng nàng ta nói chuyện thân thiết như vậy, cũng lập tức cùng người ta thân thiện hẳn lên, ừ, đúng vậy, người cũng vậy sao, hay là chúng ta cùng nhau dạo a à? Hai người rất nhanh liền kết giao đi dạo trong cửa hàng, nữ tử kia luôn tâng bốc thu thủy, từng câu đều khiến cho thu thủy cả người sung sướng, càng tỏ ý muốn cùng nàng ta đi dạo phố, đi dạo được một lúc, cô gái kia đã nói mệt mỏi, muốn vào trà lâu uống chén trà. Thu Thủy dọc đường đi không ngừng nói, ít hầu cũng có chút khác, liền theo nàng ta tiến vào, nữ tử kia ngồi xuống xong, uống một ngụm trà, cười nói, thấy cô nương không quen thuộc kinh thành, chỉ sợ cũng không biết trà lâu này nổi tiếng nhất là cái gì rồi. Không biết, người nói cho ta nghe thử đi. Thu Thủy ôm chén trà uống một hớp lớn, động tác thô lỗ này khiến nữ tử kia thầm nhíu mày, rất nhanh liền thay bằng khuôn mặt tươi cười, trêu ghẹo nói, ta biết ngay mà ta đây sẽ nói cho ngươi biết, nơi này nổi tiếng nhất là trà cao sao sao, bánh trà xanh, ai tới nơi này đều phải nếm thử một hộp đó. Thù thủy nghe thấy có đồ ăn ngon, nhất thời nước miếng chảy ra, lập tức gọi một hộp, sau khi ăn vào, quả nhiên cảm thấy cả miệng ngập hương trà, tán thưởng nói, thật sự không tệ, không nghĩ tới trà cao mà cũng có thể ăn ngon như vậy. Người đã thích ăn, vậy thì để cảm tạ ngươi hôm nay đã theo ta dạo phú ta liền mua một hộp tặng cho ngươi đem về nhà, cũng có thể để cho người nhà của ngươi ăn thử. Cô gái mỉm cười nói. Thu Thủy nhìn hộp trà cao kia, kỳ thật nàng ta ăn đã no, nhưng vẫn cười tùm tìm gật đầu nói, cũng được, ta còn có thể mang về cho tỷ tỷ ăn. Cô gái kia nghe thấy nàng nhắc tới tỷ tỷ, trong mắt xẹt qua một tia tính kế, cười đứng dậy đi đến trước quầy, lúc trở về sách theo một hộp trà cao đưa cho Thu Thủy nói mình còn có chuyện phải đi trước. Sau khi Thu Di Nương và Ngự Phượng Đàn đi tìm hơn phân nửa con phú, rốt cục cũng nhìn thấy một nữ tử có dáng vẻ giống Thu Thủy, đi lên trước nhìn thì đã xác nhận nàng ta chính là Thu Thủy. Ngự Phượng Đàn nhìn Thu Thủy cùng Thu Di Nương nói chuyện, khóe mắt vừa động, nhìn lướt qua bóng đen nơi góc tường, có người vẫn đang theo dõi bọn họ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm người nọ, vội nói nếu tìm được rồi, vậy các ngươi trở về đi thôi, ta đi trước. Vừa dứt lời, người đã bước đi, Thu Di Nương không biết hắn tại sao lại đột nhiên vội vội vàng vàng như vậy, nhưng người ta cùng mình đi tìm người đã là nể mặt lắm rồi, nàng ta cũng không thể nói cái gì. Nhưng Thu Thủy nhìn ngự phượng đàn, vô cùng nuối tiếc nói, ôi chao, ôi chao, tại sao lại đi rồi? muội vừa rồi chạy đi đâu vậy hả? Hải ta đi tìm thật cực khổ. Thu Di nương lo lắng hãi hùng cả nửa ngày, nhìn thấy Thu Thủy vẻ mặt tươi cười ngây ngốc, một chút cảm giác tội lỗi cũng không có. Thu Thủy nở nụ cười, trên mặt lộ ra thái độ rất vui mừng, vừa rồi các người đang nói chuyện, cảm thấy nhàm chán nên chạy ra ngoài chơi, muội còn quen được một người bạn nữa đó. Bạn, bạn gì? Thu Di nương thấy muội muội không bị gì, thế này mới yên tâm, nghe thấy nàng ta nhắc tới bằng hữu đáy mắt mang theo nghi hoặc hỏi. Không biết, là một cô nương, nàng ta cũng đang đi dạo phố giống muội, lại cùng nhìn chúng một vật với muội, người cũng không tệ nên chúng ta liền hàn huyên. Từ khi Thu Thủy đến Thiên Việt, cũng chỉ quen biết một mình Thu Di nương, bởi vì thân phận thấp kém của nàng ta, cùng những nha hoàn khác cũng chơi không quen, mà Thu Di nương rốt cuộc vẫn là tỷ tỷ, hai người tuổi tác cũng cách nhau xa nên có chút tịch mịch thật khó khăn mới gặp được người cùng lứa với mình nên rất hưng phấn. nhưng trong mắt Thu Di Nương có chút không tin. vậy người bạn của Muội đâu? người đi đâu rồi? nàng ấy đi rồi a. À, nàng ấy nói mình cũng là nha hoàn, lén ra ngoài chơi. chúng ta mới vừa tách ra thôi. Thu Thủy Đại Khái là đã dạo chơi mệt, cũng không nhìn lung tung như lúc đầu. theo Thu Di Nương đi về phía cổng đường lớn. vậy Muội có biết nàng ta tên gọi là gì không? Thu Di Nương thì lại cẩn thận, từng câu từng câu mà hỏi, nhưng Thu Thủy không được nhẫn nại, phủi tay nói, muội không biết a, à, chỉ là cùng nhìn chúng một món đồ, rồi đứng ở cửa tiệm Hàn Huyên vài câu, đi dạo mấy tiệm khác, chẳng lẽ tỷ muốn muội đem 18 đời tổ tông nhà người ta ra hỏi sao? Thu Di Nương thấy muội muội giận dỗi, cũng hiểu cô muội muội này luôn suy nghĩ rất đơn giản, như vậy, hẳn là sẽ không nói dối mình, chắc đây đúng thật là cá nước tương phùng vài bước liền đuổi sát thanh âm mềm mại nói được rồi tỉ tỉ vì lo lắng cho muội nên mới hỏi thêm vài câu muội lại không có kiên nhẫn rồi thu thủy bĩu môi nhìn thu di nương liếc mắt một cái đem cái hộp nhỏ đang cầm trong tay đưa cho nàng được rồi biết tỉ quan tâm muội đây là vừa rồi muội đi dạo phố mua cho tỉ ăn đây là cái gì thu di nương nhận cái hộp nhỏ muội muội đưa họa tiết rất tinh mỹ, thoang thoảng người thấy mùi điểm tâm. Muội đến trà lâu uống trà, thấy trà cao này ăn thật ngon, liền mua một hộp về cho tỷ, tỷ ăn thử xem có không ngon. Về sau còn phải nhờ cậy vào tỷ tỷ, vừa rồi chọc tỷ tỷ tức giận, vẫn nên lấy lòng một chút. Thu Di nương thấy muội muội đi dạo phố, ăn được đồ ăn ngon còn nhớ mua cho mình, trong lòng thấy thương nàng cũng không uổng phí, cầm lấy một khối đặt vào trong miệng, quay đầu nói với Thu Thủy, không tệ, đúng là ăn rất ngon. Đừng nhìn a à, đồ muội mang về mà. Thu Thủy cười, dựa sát vào Thu Di Nương đang đi phía trước. Cửa sổ nhỏ của một trà lâu ở xa xa chậm rãi, đóng lại. Cô gái vừa rồi ở đường đông xảo ngộ với Thu Thủy lúc này đang đứng bên cạnh một nữ tử, rót một chén trà cho nàng ta, lại cười nói, tiểu thư, nô tỳ đã nói nàng ta là đứa mốc, quả thực không có chút cảnh giác lập tức liền nhận hộp trà cao kia. Bóng hình nữ tử được gọi là tiểu thư kia diệu hoặc mà tinh tế, một nửa mái tóc đen mượt được cột cao như đôi ngựa, đôi mắt long lanh ánh nước trên khuôn mặt ôn nhu lại như do độc xà thẩm thấu mà thành, độc ý tràn ngập như tỏa ra từ trong xương, nhẹ nhàng phát ra một âm điệu. Hơm, chương 292, Nụ hôn cường hãn, 1. Thu Di Nương sau khi tìm được Thu Thủy trở về, liền mang thu thủy đến chỗ vân khanh nhận lỗi vân khanh chẳng qua chỉ nở nụ cười khoát tay áo rộng lượng khoan dung khiến thu di nương luôn căng thẳng thấp thỏm trong lòng cũng được thả lòng liều thúy đợi hai thân ảnh hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt mới mở miệng nói tiểu thư thu thủy kia rất không hiểu quy củ người cứ bỏ qua cho nàng ta như vậy sau này không biết có thể gây ra họa gì nữa vân khanh ngồi trên giường nhỏ chậm rãi nói nàng ta không gây ra việc gì nổi đâu. Thanh âm của nàng ngân nga từ tốn, đáy mắt hàm chứa châm chọc, không biết là đối với ai, nhưng Lưu Thúy cũng hiểu được ý của Vân Khanh, nhếch miệng cười nói, tiểu thư hiện tại càng ngày càng khiến cho nô tỳ khó đoán lòng được rồi, nhưng mà thu thủy này thật đúng là không thể tạo ra mưa to gió lớn được. Thu di nương mấy ngày gần đây khẩu vị không được tốt, chỉ nghĩ là do sự thay đổi khí hậu nên cũng không để ý lắm, Gọi Phong Nhi đi phòng bếp mang chút cháo trắng lại đây. Ăn được một ngụm, trong bụng nháo lên một trận rồi lại phun ra. Phong Nhi ở một bên cầm khăn cho nàng ta lau miệng, như có chuyện muốn nói lại thôi lại nhìn Thu Di nương vài lần. Sao vậy, có chuyện gì cứ nói đi. Đem khăn đưa cho Phong Nhi, Thu Di nương cau mày, mở miệng nói. "Di nương, lần tới tháng gần đây nhất của người là từ khi nào?" Câu hỏi của Phong Nhi khiến động tác của Thu Di nương dừng lại trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, đúng lý ra mấy ngày trước thì mình sẽ tới tháng, nhưng cho tới hôm nay cũng chưa đến, hơn nữa nàng ta gần đây không thèm ăn, vừa ăn vào một chút là nôn. Việc này, việc này, Thu Di Nương đáy mắt lộ ra kinh hỉ, nhưng đầu nhìn Phong Nhi, Phong Nhi cũng là vẻ mặt cao hứng nói, Di Nương, lần tới tháng của người đã bị trễ vài ngày, nô tỳ thấy thì chắc là người đã có rồi. Một bàn tay đặt lên bụng, Khóe môi của Thu Di nương bất giác hơi hơi nhếch lên, nàng ta chờ đợi lâu như vậy, rốt cục cũng đã mang thai rồi. Phong Nhi cũng mang sắc mặt vui mừng, cầm khăn liền muốn đi ra ngoài, "Di nương, để nô tỳ đi nói cho lão gia biết." "Đợi đã." Thu Di nương tuy rằng lòng tràn đầy vui mừng, nhưng nàng ta vẫn kêu Phong Nhi lại, nhìn Phong Nhi vẻ mặt khó hiểu, nàng ta nhíu lại đôi mi thanh tú nói, "Trước mắt còn chưa biết là thật hay giả." nếu chỉ là bị trễ mấy ngày thì sẽ khiến người ta chê cười như vậy đi người nói thân thể ta không thoải mái có lẽ bị nhiễm phong hàn đi ra ngoài mời vị đại phu trở về xác nhận xong rồi nói sau phòng nhi vừa nghe cũng thấy có lý liền gật gật đầu bước nhanh ra ngoài mà thu di nương lại thần người ở trước bàn mặt mày đều hiện sự vui mừng nếu mình thực sự mang thai vậy cũng tốt tuy rằng trong phủ không có di nương nào nữa lão gia phu nhân đối xử với mình cũng không tệ, nhưng nàng ta lại không có con của mình. Mỗi lần nhìn thấy tạ thị cùng mặc ca nhi, hiên ca nhi vui đùa, trong lòng nàng ta tự nhiên dâng lên cảm giác thiếu thốn. Thù thủy vẫn luôn nằm ở bên cạnh nhìn thu di nương vừa dùng tay vuốt bụng vừa hớn hở, trao trao mày nói, tỷ tỷ, tỷ có đứa nhỏ rồi hả? Bây giờ còn chưa biết, đợi đại phu đến xem mới có thể xác nhận. Thu di nương mỉm cười nhìn muội muội mà Thu Thủy lại truyền người ngồi dậy, nhìn bụng của Thu Di Nương nói, tỷ đã lớn tuổi như vậy, còn không nhanh chóng có đứa nhỏ, về sau thì sẽ khó có rồi. Một câu khiến Thu Di Nương tức giận gần chết, ta năm nay chỉ mới 25, đâu có lớn tuổi như thế, lúc Nương sinh muội còn lớn tuổi hơn ta bây giờ đó. Thu Thủy biểu môi, vậy thì Nương đã sinh tỷ quá sớm, muội không giống như tỷ, đã gả đi lần thứ hai rồi, vẫn còn chưa có tin vui. Nương nói a, à, tỷ nếu còn chưa mang thai, sau này cũng chỉ có thể chết già ở hậu viện mà thôi. Đến đây lâu như vậy, muội thiếu chút nữa còn tưởng rằng tỷ không thể sinh đó. Nghe muội muội nói như vậy, Thu Di nương tức điên người, nằm xuống quay lưng lại, mặc kệ nàng ta, chờ đại phu đến xác nhận để tránh khiến mình tức chết. Qua chừng nửa canh giờ, Phong Nhi đã mời được đại phu đến, vị đại phu kia khép mắt bắt mạch xong, sắc mặt vui mừng chúc mừng phu nhân A, à, người không phải là nhiễm phong hàn, là hỉ mạch. Đại phu, ông xác định thật là hỉ mạch. Thu Di Nương mặt cười thật tươi, lặp lại hỏi. Lão phu hành nghề y nhiều năm, hỉ mạch làm sao còn không biết, phu nhân đây nhất định là hỉ mạch. Đại phu nói như chém đinh chặt sắt. Thu Di Nương sau khi đã xác nhận, bảo Phong Nhi ban thưởng cho đại phu, tiễn đại phu ra về xong, Phong Nhi liền chúc mừng Thu Di Nương di nương việc này người rốt cục đã có thể yên tâm thật sự là hỉ mạch đó ừ thu di nương lúc này sắc mặt tràn ngập vui mừng trong bụng mình rốt cuộc cũng có một sinh linh nhỏ bé rồi vậy nô tì đi nói cho lão gia cùng phu nhân biết hay sao phòng nhi muốn sớm một chút đi báo tin vui nhất định sẽ được thường hậu hĩnh thu di nương vốn muốn gật đầu nhưng cuối cùng lại lắc lắc đầu mỉm cười nói không cần đợi khi lão gia tới nơi này, ta lại nói cho mày biết cũng không muộn. Phong Nhi hơi có chút thất vọng, nhưng phần thưởng này sớm muộn gì cũng là của nàng. bèn gật đầu nói, cũng đúng. đến lúc đó cho lão gia một kinh hỉ, lão gia khẳng định sẽ vui mừng không thôi. Thu Thủy liếc về phía bụng của Thu Di Nương một chút, miễn cưỡng ngáp một cái. tỷ phu thích hay không thích cũng rất khó nói. hắn cũng đã có hai đứa con trai, nữ nhi cũng có một đứa lớn như vậy. Nếu đứa trẻ trong bụng tỷ tỷ được sinh ra, tỷ phu sẽ thích nó được bao nhiêu chứ? Cũng không phải là độc nhất vô nhị, có con trai và trưởng nữ ở phía trước, đứa con này lại là do một di nương sinh ra, khẳng định không được chào đón cho lắm. Lời của Thuy Thủy trong căn phòng vừa tràn ngập niềm vui này như là một quả bom đông lạnh, làm cho người ta vừa vui mừng lại lo lắng, nhanh chóng nổi lên tầng băng giá. Thu di nương trong lòng căng thẳng, bàn tay đang sờ bụng dần nắm chặt. Nét vui mừng trên mặt dần dần yếu bớt, khiển trách nói: "Thu Thủy, muội nói bậy bạ gì đó." Mặc dù là khiển trách, nhưng vẫn nghe ra được trong thanh âm của Thu Di nương xen lẫn sự thừa nhận, vừa rồi nàng ta bị tin tức mang thai làm cho vui sướng đến váng đầu, bây giờ nghĩ lại, đúng vậy a, à, đứa nhỏ này của mình, vừa không phải là con vợ cả, cũng không phải trưởng tử, trưởng nữ, cho dù sinh ra, cũng khó mà được yêu chiều sùng ái. Nói bậy Muội làm sao nói bậy chứ, loại nhà giàu nhà cao cửa rộng này, không phải là luôn chú ý thứ bậc sao? Nếu tỷ sớm một chút sinh hạ đứa nhỏ này thì còn tạm được, bây giờ mà sinh ra, cho dù là bé trai, đứng trước nó đã có hai đứa, tỷ nói xem, nó có thể được yêu thích bao nhiêu, có thể nhận được bao nhiêu gia sản. Thù thủy không cho là đúng hư một tiếng, phản bác nói. Thu Di nương nhíu mày, thu thủy trước kia đối với những chuyện này đâu có hứng thú tại sao hôm nay lại biết cách nói chuyện như vậy còn biết là đích thứ có khác mấy thứ này tại sao lại có thể phân biệt rõ ràng hơn nữa từng câu từng chữ giống như kim châm đâm vào lòng nàng ta làm cho tinh thần nàng ta chán nản hất vọng đúng vậy à đứa nhỏ này nếu có thể sinh sớm một hai năm thì tốt rồi nay sinh ra cũng không được yêu quý như mặc ca nhi hiên ca nhi Phong Nhi thấy không khí thoáng cai đã thay đổi, trong lòng đối với Thu Thủy thập phần chán ghét. Người này sao giống là muội muội của Di Nương chứ? Giống như là kẻ thù của Di Nương thì đúng hơn. Cái gì đều đả kích Di Nương, liền nói an ủi, Di Nương, lão gia rất yêu thích tiểu hài tử, phu nhân cũng đối với người rất tốt, hơn nữa phu nhân tính tình rất tốt, đứa bé người sinh ra, khẳng định phu nhân cũng sẽ đối tốt với bé, người không cần lo lắng nàng vốn là muốn an ủi thu di nương nhưng lại tạo ra phản ứng ngược trong lòng thu di nương đột nhiên tràn ngập một cổ yêu thương đúng vậy a à, về sau sinh nó ra nó chỉ có thể gọi ta là di nương phu nhân mới là mẫu thân của nó Phòng nhì không ngờ câu nói đầy ý tốt của mình ngược lại càng tăng thêm sự thương cảm của thu di nương tự biết rằng không thể nói tiếp nữa người ta nói người mang thai nhiều tâm sự thật đúng là nhiều a à. Thu Di Nương vừa mang thai liền thay đổi cảm xúc như vậy, liền vội vàng bưng ấm trà, nói muốn đi thêm trà. Thu Thủy nhìn thoáng qua Thu Di Nương tựa vào trên ghế, dáng người xuất thần, nghĩ nghĩ, liền đứng bên người Thu Di Nương, tỉ tỉ. Thu Di Nương nhắm mắt lại, nàng ta bây giờ tâm tình rất xa sút, so với thời điểm khi chưa biết mình mang thai, tâm lý còn muốn khó chịu hơn bởi vì nàng ta phát hiện đứa nhỏ của mình không được sinh ra sớm đã kém hơn người một bậc rồi thấy thu di nương không để ý tới mình thu thủy đặt mông mồi ở tay vịn trên ghế của nàng ta lại hô tỉ tỉ muội biết lời muội vừa nói tỉ nghe xong tâm tình không tốt nhưng mà muội cũng không có nói sai cái gì a à. vốn sự thật chính là như vậy nếu là tỉ muốn thay đổi sự thật này vậy cũng chỉ có thể khiến đứa nhỏ trong bụng tỉ không có ca ca thôi để đứa nhỏ vòng bụng không có ca ca. Những lời này chợt nghe có chút không hợp lý, nhưng Thu Di Nương vừa nghe cũng hiểu được. Nàng ta đầu tiên là ngồi xuống nhìn bên ngoài một chút, sau đó chừng mắt Thu Thủy nói, muội không nên nói lung tung, cẩn thận để cho người ta nghe được sẽ lập tức đuổi muội ra ngoài. Thu Thủy không cam lòng biểu môi, xem thường nói, không nói thì không nói, muội đi ra ngoài dạo đây. Muội lại đi ra ngoài làm cái gì? Hai ngày nay Thu Thủy thường xuyên tìm cớ ra phủ, Thu Di Nương không nhịn được hỏi. Đi trên đường dạo một chút, cả ngày ở trong phủ, buồn muốn chết. Thu Thủy không kiên nhẫn nói. Thu Di Nương nhìn nàng ta một chút, dù sao chỉ là ở ngoài phủ đi dạo một chút, cũng không phải vấn đề lớn, liền không nói tiếp nữa, cho Thu Thủy đi ra ngoài, mà chính mình thì ở trong phòng trầm tư. Câu nói của Thu Thủy mới vừa rồi quả thật rất lớn mật thực mạo hiểm, nhưng mà sức dụ hoặc cũng thật sự rất mạnh. Bởi vì chật chân, Vân Khanh đã nhiều ngày đều ở trong viện không xuất môn, trừ bỏ đi tới chỗ tạ thị cùng lão phu nhân thỉnh an, ngay cả ngoại viện cũng không đi qua, bởi vì trong hoàng cung đưa đến bái thiếp, thông báo rằng ở trong cung tổ chức trạng nguyên yến, mà An Bá Phủ cũng được mời tới tham dự sự kiện này. Đến đưa bái thiếp là tứ hoàng tử, thẩm mậu lập tức đi ra đón chào, Tùy Tùng phía sau đem thiệp mời đưa cho thẩm mậu xong, ánh mắt lại ở phía sau hắn quét hai vòng. Ngay lúc thẩm mậu đang đoán hắn đến tột cùng là đang nhìn cái gì, thì tứ hoàng tử chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh như băng tràn ngập sự bất mãn, vận ninh quận quân đâu. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 293, Nụ Hôn Cường Hãn, 2. Tiểu nữ hai ngày trước không cẩn thận làm chân bị chật, đang nghỉ ngơi ở trong viện, không biết tứ hoàng tử có chuyện gì. Thẩm mậu nghe thấy tứ hoàng tử hỏi tới Vân Khanh, nghĩ nghĩ, vẫn đem tình trạng của Vân Khanh nói ra. Nghe thấy Vân Khanh bị chặt chân, tứ hoàng tử xưa nay thái độ luôn lãnh đạm cũng hơi nhíu mày, trong đôi mắt xẹt qua một biểu tình khó đoán, từ trong cổ họng phát ra một âm thanh đơn điệu, vận ninh quận quân cũng có thiếp mời, nếu nàng không tiện ra nhận, thì để cho an bá ngươi chuyển giao cho nàng đi. Thị vệ ở phía sau lại đem một bái thiếp khác giao cho thẩm mậu, thẩm mậu hai tay tiếp nhận, sau đó lại nói lời cảm tả, hai người cũng không nói thêm gì nhiều, tứ hoàng tử xưa nay là người ít lời, tặng bái thiếp xong, liền xoay người rời đi. Ra cửa phủ, bước vào xe ngựa, tứ hoàng tử ngồi trên xe ngựa, nhắm đôi mắt lại, nhớ tới lời của thẩm mậu, thẩm vân khanh hai ngày trước không cẩn thận bị chật chân. Tuy rằng hắn hôm nay đến thẩm phủ đưa bái thiếp là vì muốn tạo mối quan hệ thân cận hơn với thẩm phủ, nhưng lý do sâu xa là muốn nhìn vị thẩm gia tiểu thư này một cái. Lần đó sau khi nàng bị tên bắn trúng, ánh mắt khi nhìn hắn kia luôn làm cho hắn cảm thấy trong đôi mắt ấy bao hàm thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng đều hóa thành đôi con người đen láy. Hắn nhớ rõ ngày ấy, ở ban công trên gác cao, trong không trung sáng lạn, pháo hoa nháy mắt nở rộ, ánh vào trong đôi mắt nàng, tất cả sắc thái đều như bị hòa tan trong đó. Trong lòng hắn có một loại cảm xúc khó có thể diễn tả, như là bị nhìn thấu, hoặc như là hận. Hắn ngưng thần suy nghĩ một hồi, mở ra đôi mắt trầm tĩnh, cất tiếng, trần giáp, đi lấy hai hộp tuyết ngọc cao, đưa đến thẩm phủ cho vận ninh quận quân. Đi theo bên ngoài, thị vệ bên người của tứ hoàng tử là trần giáp trong lòng sừng sốt, mới vừa rồi hắn đứng bên cạnh tứ hoàng tử cũng nghe thấy vận ninh quận quân bị chật chân đưa tuyết ngọc cao có phải đã quá lãng phí rồi hay không nhưng nghĩ lại tứ hoàng tử vẫn luôn đặc biệt chú ý tới thẩm phủ trần giáp lạnh giọng đáp vâng một lúc lâu sau vân khanh cầm tuyết ngọc cao do tứ hoàng tử sai người đưa tới nhìn lọ thuốc trên tay chỉ to bằng nửa lòng bàn tay cân nhắc ý tứ của vị hoàng tử này căn cứ theo phỏng đoán của nàng trong thẩm phủ có thứ mà đám người tứ hoàng tử muốn, nhưng mà thứ này rất khó tìm ra, có lẽ ngay cả bọn họ cũng không biết vật này rốt cuộc hình dạng ra sao, nếu không ngày đó sẽ không cho người đến tìm vài lần, hơn nữa lần nào cũng rất bí mật như nhau, ắt hẳn là thứ không thể quang minh chính đại tìm kiếm. Như vậy tứ hoàng tử đưa thuốc cao đến, vốn định dùng chính sách dụ dỗ, muốn lợi dụng đường vòng là nàng để tìm món đồ đó sao? khóe miệng nàng hơi hơi hiện lên ý cười nhọt nhạt, trong ánh mắt mang theo châm biếm. Đáng tiếc a à, ngay cả nàng còn không biết món đồ này đến tột cùng là cái gì, ở nơi nào, nếu bọn họ chọn đi con đường này. Thật đúng là làm cho tứ hoàng tử bị mất trắng hai bình tuyết ngọc cao tuyết phẩm rồi. Đây chính là thứ tốt đó nha. Đúng lúc này, lại nghe thấy bên cửa sổ có một thanh âm truyền tới. Món đồ tốt gì thế? Thế nhưng có thể khiến cho vận Ninh quận quân của chúng ta nhìn đến vẻ mặt đầy ý cười đây. Vân Khanh nghe tiếng lập tức nhìn về hướng phát ra thanh âm, thấy trên cửa sổ bên trái đang ngồi một người, một thân áo dài trắng như tuyết, dáng vẻ rõ ràng lịch sự thanh cao, lại bởi vì ống tay áo rộng thùng thình, cùng cúc áo rời rạc, khiến người ta có cảm giác phong lưu tuyệt đỉnh, dáng người cao lớn khiến cái cửa sổ nhìn nhỏ hơn rất nhiều hé ra dung nhan ngược nắng có thể nói là hoa tú tuyệt luân tuấn tú vô song khóe môi khẽ nở nụ cười hào quang trong đôi mắt phượng hẹp dài không ngừng liếc về phía vân khanh được rồi ngự phượng đàn lại tới nữa rồi đại khái là đã có nhiều lần xâm nhập trước đó nên trong lòng vân khanh đã có sự miễn dịch nhìn thấy ngự phượng đàn đột nhiên xuất hiện đáy mắt cũng chỉ kinh ngạc trong chốc lát giây lát sau trên môi liền mang theo ý cười nhu hòa thế tử thật là có sở thích đi đường khác người A. Nàng hơi cao giọng ám chỉ ngự phượng đàn có cửa to không đi, cố tình muốn leo cửa sổ đi vào, ngự phượng đàn ngồi trên bệ cửa sổ nhỏ hẹp, tư thái vẫn rất thong dong đôi lông mày chứa đựng ba phần kiêu căng, tự hồ đối với lời phê bình của Vân Khanh rất là vừa lòng, thỉnh thoảng không đi vào bằng con đường bình thường, mới có thể nhìn thấy dáng vẻ thầm tiểu thư một mình xuất thần ngần người. Nghe lời này, e rằng ngự phượng đàn vừa rồi chỉ sợ đã sớm ngồi ở ngoài cửa sổ ngây người một hồi lâu rồi. Nàng thản nhiên cười, trong giọng nói mang chút chiêu chọc, thế tử đã thưởng thức đủ rồi ư. Giọng nói như vậy làm cho tâm tình của ngự phượng đàn rõ ràng cực tốt, ánh mắt rơi xuống bình tuyết ngọc cao trong tay nàng, chân dài vừa chuyển, từ trên cửa sổ nhảy xuống, trực tiếp đi đến trước mặt Vân Khanh, cầm lấy lọ tuyết ngọc cao kia. Đây chắc là do tứ hoàng tử đưa đến, ngự phượng đàn mỉm cười ngữ khí tựa hồ rất bình thường lại có chút lạnh như băng ẩn chứa ở trong đó vân khanh cũng không muốn giấu diêm hắn cái gì hơn nữa nàng có một loại trực giác ngự phượng đàn xuất hiện ở nơi này chắc chắn không phải là vô duyên vô cớ mà đến có lẽ hắn đã sớm biết tứ hoàng từ tặng thuốc mỡ lại đây mới cố ý tới lúc hắn đưa bái thiếp tới từ trong miệng phụ thân mà biết được ta bị chật chân sai người đưa thuốc tới Tuyết Ngọc Cao, hắn thế nhưng cũng rất có lòng, đồ tốt như vậy có thể đem tặng cho nàng. Ngự Phượng Đàn nhợt nhạt cong môi, trong đôi mắt hẹp sáng bóng nháy mắt, tràn đầy lạnh ý, ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Vân Khanh, cười nói, "Nàng đoán xem, ta sẽ xử lý lọ Tuyết Ngọc Cao này như thế nào?" Ngay từ đầu, Vân Khanh đã thoáng nghe ra giọng nói của Ngự Phượng Đàn hơi đáng ngờ, tuy rằng Ngự Phượng Đàn luôn cười yếu ớt nhưng hắn cũng không phải là loại người theo quy củ hơn nữa còn là một người rất bá đạo ánh mắt từ trên lọ tuyết mọc cao truyền đến đôi mắt đẹp như hoa kia vân khanh mím môi nói muốn quăng thì quăng xa một chút nàng thế nhưng nhìn ra ý định muốn hủy hai lọ tuyết ngọc cao này của hắn ngử phượng đàn vốn muốn như vậy là bị vân khanh đoán được hắn lại cảm thấy đùa không được vui cúi đầu nhìn nhìn khóe môi hơi mở vươn món trò thẳng tắp thon dài lắc lắc nói không nàng đoán sai rồi, nếu đem quang vậy thì rất lãng phí, tuyết ngọc cao này đối với thương thế của nàng rất tốt. Rõ ràng mới vừa rồi nàng còn cảm nhận được sự chán ghét lọ thuốc mỡ của ngự phượng đàn, hành động tiếp đó của ngự phượng đàn càng làm cho Vân Khanh nghẹn họng nhìn chân chối, hắn trực tiếp ven áo dài ngồi ở mé giường nhỏ, đem chân phải của Vân Khanh kéo lên đặt ở trên đùi hắn. Thế tử, người muốn làm gì? Giúp nàng bôi thuốc. Ngự phượng đàn nhẹ nhàng cười nói, ngón tay nhanh chóng đem lớp tất của Vân Khanh kéo xuống, lộ ra một phần chân tinh xảo trắng như ngọc, nhỏ mà tinh tế, giống như được mài ra từ ngọc, chỉ có điều, con người của ngự phượng đàn hơi đen lại, nhìn đến vệt máu bầm trên mắt cá chân vẫn còn màu xanh chưa tan, trong ánh mắt tràn ngập lạnh ý. Lớp tất trên chân Vân Khanh bị cởi ra, một cảm giác lạnh cóng hướng nàng đánh tới, nàng theo bản năng co rụt chân lại, lại bị một bàn tay vừa to vừa ấm áp giữ lấy, hơi ấm tiếp xúc đến phần thịt ở lòng bàn chân, Vân Khanh theo bản năng thả lỏng một chút. Đừng có lộn xộn, nếu không lát nữa thứ ta cười cũng không chỉ có tất thôi đâu. Ngự phượng đàn nhợt nhạt nói đùa ở trong phòng nghe có vẻ rất êm tai, thanh âm nồng ấm, lại có từ tính, từ góc độ của Vân Khanh nhìn lại, có thể nhìn thấy vài lọn tóc dài phất phơ bên má hắn, trong hỗn loạn lại mang theo tà mị mê hoặc lòng người còn có ý cười giải rác trong đôi mắt hẹp kia rõ ràng như đang quyến rũ người khác. Nàng tự hồ như bị mê hoặc, mặc hắn lấy thuốc mỡ ra lòng bàn tay, sau đó lực đạo đều đều mà vừa phải xoa bóp mắt cá chân nàng. Trong không khí dần dần tràn ngập hương cỏ tươi mát của thuốc mỡ, mắt cá chân được mát xa, nhiệt lực cùng dược lực như hòa tan vào da thịt, lan tràn đến tứ chi, ánh mắt vân khanh hơi mang theo nét mê mang chân của nàng bị hắn nắm trong tay, kỳ thật nội tâm hẳn là rất tức giận, nhưng mà không biết như thế nào, nhìn dáng vẻ hắn vừa nghiêm túc vừa cẩn thận giúp mình xoa bóp, không hiểu sao lại có một loại cảm giác ấm áp, độ ẩm nơi mắt cá chân như được lan truyền vào trong lòng, đáy lòng có cảm giác lạ lẫm giống như thuốc mỡ trên chân dần dần hòa tan. Thuốc mỡ hắn đưa, ta vốn không muốn cho nàng dùng, nhưng nghĩ lại nếu quang đi cũng rất lãng phí. Tuyết Ngọc Cao là do hoàng hậu đặc chế Trừ tứ hoàng tử, chỉ sợ những người khác cũng không có, đối với những vết thương ngoài da hay chật khớp có hiệu quả tốt nhất. Động tác trên tay ngự phượng đán rất dịu dàng, ngự khí trong miệng càng làm cho lòng người nhảy loạn nhịp. Vân Khanh nghe hắn vừa nói như vậy thì hơi kinh hãi, vốn tưởng rằng tuyết ngọc cao thực chân quý, không ngờ rằng lại do hoàng hậu chuyên dụng, cho nên chỉ có tứ hoàng tử đứa con trai ruột này, hoàng hậu mới có thể cho hắn, nếu mày nói ta đây chẳng phải là nên cảm tạ tứ hoàng tử rồi sao? Ngự phượng đàn cũng ngẩng đầu nhìn nàng, ngữ khí lạnh lùng, nếu không phải vì muốn thương thế của nàng mau khỏi, ta cũng chả thèm dùng thuốc của hắn, nàng nếu cảm tạ hắn, ta liền đem thuốc mỡ lau sạch, sau đó lại đi mua một lọ khác, lại thoa cho nàng một lần nữa. Nam tử mang trên mặt sắc thái như sương mờ, môi mỏng hơi hơi dơ lên, hai gò má bởi vì cười mà có vẻ trống trải thoạt nhìn như là đang giận lầy, mà trong giọng nói của hắn xác thật có vài phần tức giận. Hắn nhìn chằm chằm vào Vân Khanh tự hồ như đang đợi câu trả lời của nàng, chỉ cần nàng nói cảm ơn tứ hoàng tử, hắn liền chuẩn bị săn tay áo đem thuốc mỡ vừa bôi lau sạch. Trong ánh mắt chiêu tức của hắn còn mang theo sự chân thành, làm cho Vân Khanh trong lòng khẽ run, bất chi bất giác, có chút mềm lòng, nam nhân này thoạt nhìn rõ ràng thực tùy ý, vì sao đôi khi lại có thể bá đạo và trẻ con như vậy chứ nàng hơi thở dài một tiếng nói chuyện như dỗ con nít hẳn là nên cảm tạ ngài bởi vì ngài đã không có vứt bỏ thuốc của tứ hoàng tử lại giúp ta bôi thuốc mỡ đúng hay không vậy mới đúng ta đây rốt cuộc cũng không uổng công phí sức cuối cùng cũng có thể khiến khanh khanh nàng nhớ kỹ công lao của ta rồi ngự phượng đàn bôi xong thuốc mỡ giúp vân khanh mang lại tất nhưng vẫn đặt chân của vân khanh trên đùi mình vân khanh làm bộ không nghe thấy cách sưng hô thân mật kia của hắn thử rút chân phải về lại bị hắn lôi kéo ngược lại đem khoảng cách giữa hai người rút lại càng gần cả người vì bị kéo mà hơi lảo đảo thiếu chút nữa đập vào bà vai của ngự phượng đàn mà ngự phượng đàn lại vươn cánh tay ôm cả người vân khanh lên đùi hắn lần này khoảng cách giữa hai người xảy ra sự tiếp xúc muốn tránh cũng tránh không được mông của nàng đặt trên cặp đùi thon gọn mà mạnh mẽ của hắn, xuyên qua lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc bên dưới. Cả người Vân Khanh không khỏi căng thẳng, quay đầu muốn bảo ngự phượng đàn thả mình ra. Ai ngờ lại vừa vặn đối diện với tuấn nhan vô vàn kia trong khoảng cách gần như thế, đôi mắt sáng như lưu ly kia vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt hơi hờn rỗi của nàng, lời muốn nói nhất thời tới được ít hầu lại mắc kẹt ở trong đó. Không lên cũng không xuống ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn, không khỏi muốn tạo ra khoảng cách để né tránh cái cảm giác khiến tim người loạn nhịp này. Ngự phượng đàn nhìn dung nhan diễm lệ chỉ cách mình có một tấc kia, thưởng thức hương thơm chỉ khi khoảng cách gần mới ngửi thấy, nhìn đôi mắt đang trừng lớn bên trong mang theo mờ mịt, mang theo sự độc lập, mang theo kinh ngạc, còn có lấm tấm nhiều điểm hắn xem không rõ, cả người phảng phất như bị một loại ma lực ẩn hình hấp dẫn. Tầm mắt rời xuống nhìn, từ đôi phượng mâu tuyệt lệ, đến cái mũi thanh tú, cuối cùng ngừng trên đôi môi mọng nước đang hơi hé mở, chỉ cảm thấy giờ khắc này nhịp tim đập đã mất đi sự không chế, ở trong lồng ngực nhảy rộn, hô lớn, hôn nàng A. À. Hôn nàng A. À. Vì thế ngự phượng đàn hai tay vừa động, đem Vân Khanh ôm vào trong ngực, hướng tới đôi môi từng làm cho hắn thần hồn điên đảo trong vô số giấc mộng buổi đêm mà áp xuống. chương 294, Trạng Nguyên Yến, 1 Vân Khanh bất ngờ bị hắn ôm lấy, nhưng thấy trong đôi mắt hắn lộ ra sự ám trầm, còn áp gần đến khuôn mặt nàng, hô hấp của nàng cơ hồ đình trệ, theo phản xạ tính giơ tay lên chắn lại tạo khoảng cách giữa mình và hắn. Môi của ngự phượng đàn chạm nhẹ phần da thịt thơm ngát kia, nhưng lại không có sự mềm mại cùng ngọt ngào như trong tưởng tượng, hắn trợn to hai tròng mắt, nhìn thấy bàn tay như ngọc với năm ngón tay thon dài trước mắt đang ngăn cách giữa hắn và nàng tại sao lại hôn chúng tay? Đáng lẽ phải là đôi môi phấn nộn cực kỳ mê người kia mới đúng ha? Hắn chừng mắt nhìn như hỏi Vân Khanh, mà Vân Khanh cũng đồng dạng chừng mắt nhìn lại hắn, nhìn nét uy hoài cùng thất vọng trên khuôn mặt nam tử, còn có bờ môi hơi hơi cong lên như đang lên án hành vi của nàng là cực kỳ vô nhân đạo, trên mặt bất chi bất giác lộ ra tia cười rào hoạt. Nhìn thấy thiêu nữ trước mặt đang nhuyễn miệng cười, ngự phượng đàn khóe miệng khẽ nhếch, tay dơ lên một phát bắt được bàn tay của Vân Khanh lại ở trên đó ôn nhu mà in xuống một nụ hôn nâng lên đôi mắt phượng hẹp dài ngập ánh hào quang thì ra Vân Khanh thích ta hôn tay nàng a à. nụ cười nơi khóe miệng hơi cứng lại nhìn trong tay nam tử đang cầm tay mình cách đôi môi đỏ của hắn chưa tới một tấc hô hấp của hắn phả lên mờ u bàn tay mùi đàn hương phảng phất như đã thấm vào từng lỗ chân lông trên đó mặt Vân Khanh thoáng ửng đỏ từ hai má đến chán lan tận ra sau gáy đều là màu đỏ đậm rực rỡ, giống như đóa hoa mẫu đan khoe sắc dưới ánh nắng chiều tà. Nàng thử rút tay lại nhưng không rút về được, có cảm giác cả người vô lực, lòng bàn tay giống như đã bị độ nóng trong tay của nam tử hòa tan. Chỉ có thể mở miệng phản bác nói, ai thích ngài hôn tay chứ? Ngự phượng đàn thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, ánh nắng thản nhiên hát vào, không đậm không nhạt nhuộm cả một phòng đầy nắng, Hắn thoáng nắm chặt bàn tay mềm mại trong tay mình, khóe miệng cười như không cười, nhưng ngữ khí rõ ràng mang theo ý trêu chọc nói, "Còn nói không có, vừa rồi do chính nàng đưa tay đến môi ta nha." Ngự Phượng đàn nói xong, không để ý Vân Khanh đang khôn quẫn, còn cố ý cầm luôn cái tay còn lại, đặt ở trên môi mình, như than thở nói, "Khanh Khanh đã chủ động như vậy, ta đây không thể cự tuyệt tấm thịnh tình này rồi." Chụt, một tiếng đôi môi lúc này đây như được khắc vào lòng bàn tay của Vân Khanh. Thật nhẹ, thật ôn nhu in lên đó một nụ hôn, sau đó nâng hai bàn tay nàng lên trước mặt, chậm rãi khép chúng lại thành nắm đấm, đưa đến trước mặt Vân Khanh, cất giữ cẩn thận. So với lông chim còn nhẹ hơn, so với lửa mảnh còn muốn nóng hơn, so với nước còn nhu hòa hơn. Vân Khanh chỉ cảm thấy cảm giác trong lòng bàn tay trở nên hết sức kỳ quái, hơi hơi sững sờ nhìn nam tử trước mặt, một đôi mắt hẹp dài tuyệt lệ tràn ngập xuân ý nhộn nhạo như cười như không trên tuấn nhan nghiêm túc, giống như cặp minh châu tản ra ánh sáng trói lóa, ánh nắng hát qua vai hắn, khiến đôi mắt thâm tình kia từ trong bóng tối ánh lên vẻ mị hoặc. Vân Khanh chỉ cảm thấy mặt càng lúc càng nóng, nhịp đập của trái tim cũng không theo tần suất lúc bình thường. Hai người cứ như vậy mà đối mặt nhau, nàng ngồi ở trên đùi hắn, một tay kia của nàng vẫn đang ngây ngốc phủ lên cái tay vừa bị hôn như nắm một trái tim rộn ràng đập mạnh, không dám buông ra. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng đập cửa, liều Thúy đứng ngoài hình như nghe được động tĩnh bất thường, có vài phần lo lắng cất giọng hỏi, tiểu thư, người có khỏe không? Câu hỏi vang lên, nháy mắt không khí yên tĩnh trong phòng thoáng chốc bị phá vỡ. Hai chân của Vân Khanh lập tức nhảy xuống mặt đất, dẫy khỏi đùi ngự phượng đàn, sau đó lui về sau ba bước đứng cách nam tử chừng một thước lại trầm ổn mở miệng nói không có việc gì đừng quấy giày ta liều thúy nghe xong xác thực không có gì kỳ quái thế này mới tránh ra mà ngự phượng đàn vẫn duỗi cánh tay dài ra khiến vân khanh sợ tới mức lại muốn lui về sau ngự phượng đàn thấy nàng phản ứng như con thỏ bừng tỉnh khi bị thợ săn đuổi bắt thấp giọng nở nụ cười đừng hoảng hốt trên đất lạnh ta mang giày cho nàng Vân Khanh thế này mới chú ý tới vừa rồi khi mình nhảy xuống, trên chân chỉ mang một đôi tất vải, không nhắc thì không biết, lúc này mới cảm thấy cảm giác mát lạnh từ bàn chân truyền đến, lập tức tiếp lấy đôi giày theo ngự phượng đàn đang cầm, đưa lưng về phía ngự phượng đàn mà mang vào. Ngự phượng đàn nhìn thiếu nữ đang đưa lưng về phía mình mang giày kia, khóe miệng lộ rõ ý cười. Vừa rồi động tác của Vân Khanh đối với hắn cũng không còn sự kháng cự như lúc trước. Đây có phải ý rằng Khoảng cách giữa bọn họ đã được thu ngắn một chút. Như vậy từng chốt một xâm nhập cuộc sống của Vân Khanh, từng chốt một để cho nàng quen dần với sự hiện hữu của hắn, cuối cùng đem nàng biến thành nữ nhân của một mình hắn. Vân Khanh sỏ chân vào giày, không biết nam tử phía sau lúc này đang nghĩ cái gì, bất quá nghĩ đến cũng sẽ chẳng là việc gì tốt, nhưng mà không thể không thừa nhận, vừa rồi tinh thần của nàng đã bị ngự phượng đàn mang đến một nơi khác, nhớ lại hành động của mình vừa rồi nàng cảm thấy có chút không dám đối mặt với hắn. Vẫn chưa mang xong giày ư, ta còn có việc khác muốn nói với nàng a. À. Ngự phượng đàn nhìn ra thiêu nữ trước mặt đang khốn quẫn, vừa rồi những hành động của hắn chắc đã làm cho nàng cảm thấy thẹn thùng, vì không để cho không khí trở nên căng thẳng, hắn vẫn nên tìm một đề tài, có thể làm cho Vân Khanh thả lòng, nếu như vậy thì lần sau gặp mặt cũng không phải lúng túng xấu hổ nữa rồi. Ngài có chuyện gì? trong tiếng nói ôn nhu đó mang theo tia đề phòng tựa hồ suy nghĩ ngự phượng đàn có phải đang bày quỷ kế khác hay không nhưng khi nghe giọng của hắn có chút nghiêm túc vân khanh vẫn xoay người lại nhìn thấy ngự phượng đàn đang nửa tựa vào ghế mỹ nhân của mình một tay chống cằm khuỷu tay đặt trên đỉnh cành tử liên khắc trên ghế mái tóc dài như thác nước chảy xuống mới vừa rồi bởi vì sự tiếp xúc của hai người mà làm cho cổ áo hắn có chút sộc sạch lộ ra một chút phần ngực trắng nõn cùng bộ trường bào màu trắng ánh kim của hắn như nâng đỡ lẫn nhau. Cái sắc thái trắng tinh khiết thanh cao đáng yêu đến vô cùng này trong chốc lát bùng nổ, khiến Vân Khanh thầm mắng trong lòng. Yêu tinh, hoàng tiểu muội quả nhiên không có nói sai, đây đúng là yêu tinh. Ngự phượng đàn lúc này tâm tình rất tốt, tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Vân Khanh, lại không nói tuệt ra, khóe môi cười nói, bắt đầu từ hôm qua, bên ngoài có một lời đồn đãi truyền ra nàng biết không nói đến việc này vân khanh định thần lại nhẹ giọng gật đầu nói là về vị tân trạng nguyên vi trầm uyên dựa vào gian lận mà đắc cử sao xem ra nàng đối với chuyện của vi trầm uyên cũng rất quan tâm nha ngự phượng đàn thoáng ngồi thẳng dậy con ngươi hẹp dài toát ra chốt ủy khuất còn mang theo một tia ai oán vân khanh quay đầu đi chỗ khác đối với hành động làm nũng của hắn làm như không thấy ngồi vào một cái ghế khác Ngài hôm nay tới đây, là có tin tức gì muốn ta biết à?" Ngự Phượng đàn gật đầu, trong môn ngữ đều là tán thưởng, nhưng mà, ta đầu tiên vẫn là muốn tới thăm cái chân bị thương của nàng, tiếp theo mới nhắc tới tin tức này. Hắn vẫn là nên nói chuyện hắn ưu tiên trước, sau đó nói tiếp, nàng có biết lời đồn đãi này là từ đâu truyền tới? Tứ hoàng tử, Vân Khanh lúc này đây ngay cả lòng nghi vấn cũng không có trước đó Vi Trầm Uyên đã cùng nàng đề cập qua, tứ hoàng tử muốn lôi kéo huynh ấy vào phe mình, bất quá huynh ấy không có đáp ứng, một thời gian sau đó, đột nhiên truyền ra tin tức như thế, phàm là người có học thức sẽ có thể biết được đây là do tứ hoàng tử tung tin. Đối với việc nàng có thể đoán được điểm ấy, ngự phượng đàn cũng không thấy kỳ quái, lúc đầu hắn đã phát hiện, quan hệ của Vi Trầm Uyên cùng Vân Khanh rất tốt. Dựa vào trí thông minh của Vân Khanh, Hóa có thể không biết chuyện Tứ hoàng tử từng muốn lôi kéo Vi Trầm Uyên, không có biện pháp. Ai bảo lúc trước quan chủ khảo là người của Ngũ hoàng tử chứ? Vi Trầm Uyên là môn sinh của hắn, tự nhiên muốn đến gần hắn hơn. Tứ hoàng tử là người tàn độc, một hàn môn đệ tử lại không phục tùng hắn, hắn đương nhiên không thích. Nói xong, hắn nhẹ nhàng cười, thanh âm trầm đục giống như ngọc khí khóa trong đóa hoa, trong nét đẹp đẽ quý phái mang theo một cỗ lười biếng đôi mắt hẹp dài vừa chuyển, ánh sáng lác đác rơi xuống một chỗ trên bàn, ngừng lại. Vân Khanh nhìn theo ánh mắt của hắn, quay đầu nhìn đến thiếp mời trạng nguyên yến kia, nhất thời hiểu rõ ý của ngự phượng đàn, vì thế khóe miệng khẽ nhếch, món trỏ cùng ngón cái cầm tờ bái thiếp mà Vân Vê, dơ lên nói, trước tung tin đồn, sau lại ở trên trạng nguyên yến đem việc này nói ra, một khi thành công. Vì trầm uyên cả đời này cũng đừng mong lại có thể bước chân vào trốn quan trường. Vân Khanh dừng một chút, quay đầu nhìn nam tử trên ghế mỹ nhân, đáy mắt toát ra một tia sáng nhợt nhạt, chẳng qua, ta nghĩ, Tứ hoàng tử nhất định là đã nắm được nhược điểm gì đó, nếu không sẽ không dám tự tin như thế. Ở trước mặt Minh đế cáo trạng trạng nguyên, đương nhiên không phải dựa vào một lời hai câu là có thể làm được, nếu như không có chứng cứ xác thật thì sao có thể cáo trạng thành công chứ? Tứ hoàng tử không phải là người lỗ mãng, sẽ không đi làm chuyện mạo hiểm như vậy. Đó là đương nhiên." Ngự Phượng đàn nhìn Vân Khanh mang theo đôi mắt tự tin, cực kỳ đồng ý mà mở miệng, sau đó ngồi dậy, đi đến bên cạnh Vân Khanh, ngón tay rơi xuống tấm bái thiếp kia nhẹ gõ một chút, tầm mắt dừng ở trên khuôn mặt của Vân Khanh, thâm thúy sâu thẳm, vi trầm uyên là một nhân tài, minh đế rất hài lòng với hắn, cũng tính trọng dụng hắn, nhưng mà, cổ ngữ có nói, mộc tú vu lâm, phong tất dục chi sao? Hắn này chính là cây cao trong rừng về sau sẽ gặp vài vô vàn khó khăn, mà ở trên trạng nguyên yến, hắn sẽ gặp được thử thách đầu tiên, nếu ngay cả việc này cũng không thể xử lý tốt, vậy hắn hoặc là liền đóng gói trở về, hoặc là sẽ không thể là một công thần tốt, triều đình, hiểm ác hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Sao cây cao trong rừng sẽ bị gió bẽ gãy, ý là càng nổi trội xuất sắc càng khiến người ganh ghét. chương 295, Trạng Nguyên Yến, 2 Ngự Phượng đàn rất ít khi nghiêm túc nói ra suy nghĩ của bản thân như vậy, mà trong lời nói ẩn ẩn bao hàm một cỗ nghiêm khắc. Nghiêm khắc như vậy nghe qua tựa hồ là đối với Vi Trầm Uyên biểu lộ sự khinh thị, kỳ thực là đang thưởng thức Vi Trầm Uyên. Vân Khanh biết Ngư Phượng đàn rất ít xen vào việc triều chính, nhưng thực hiển nhiên, vị thế tử gia này không phải là không hiểu, mà là không muốn nhúng tay vào nếu không cũng sẽ không có việc vừa ra tay liền có thể khiến cho bệ hạ phong hắn làm chấn Tây Đại Tướng Quân, chỉ sợ trong cuộc sống của hắn cũng từng bị lôi kéo rồi, cho tới nay chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến hắn muốn đầu quân vào phe nào. Hôm nay trong lời nói của hắn, cũng có thể là muốn nàng chuyển cáo vi trầm uyên. Ngay lúc Vân Khanh đang nghĩ đến bộ mặt nghiêm túc hiếm thấy của ngự phượng đàn thì bỗng nhiên ngự phượng đàn cúi gập thắt lưng, ngữ điệu biến đổi, nhẹ như gió mà đầy sự chân thành nói, Ta biết nàng quan tâm hắn, cho nên mới nhắc nhở hắn, nàng bảo hắn nên sớm chuẩn bị sẵn sàng, suy nghĩ cách đối phó, để ứng phó những biến hóa khó lường trên điện, không cần đến lúc xảy ra chuyện, lại khiến cho nàng cũng lo lắng cho hắn. Người này quả thực nói ba câu cũng không quên thêm vào lời ngon tiếng ngọt, Vân Khanh không khỏi trừng mắt nhìn thân hình hơi cúi xuống của hắn, đã biết rồi, ngài nói chuyện ta nghe được, không cần dựa vào gần như vậy. Gần, làm sao gần như vậy mới tính gần ngự phượng đàn nheo nheo đôi mắt trong ôn nhu mang chút đùa giỡn hướng chiếc ghế của vân khanh nhích lại một tấc làm cho vân khanh hoảng hốt lui về sau ngay lúc vân khanh cảm thấy hắn như sắp nghiêng tới trước hắn bỗng nhiên đứng lên biểu tình trên mặt mang theo sự chân thật trước nay chưa từng có cúi đầu nhìn thoáng qua chân phải đang hơi co lên của nàng chú ý chân bị thương đừng tự làm bản thân bị thương nói xong liền đứng thẳng người giống như một trận gió mát từ cửa sổ vọt ra ngoài mà trái tim khẩn trương của vân khanh vào giờ khắc này đã thả lỏng xuống ngay cả không khí cũng như được khai thông không còn cái cảm giác khiến lòng người khẩn trương nữa thu về cánh tay vừa rồi lui về phía sau dùng để chống người nhìn lòng bàn tay lại nhớ tới mới vừa rồi bị hắn hôn nhất thời cảm thấy cả người nóng lên giống như đôi môi mềm mại của người nọ vẫn còn hiện hữu phía trên vậy nàng lấy khăn tay ra muốn lau đi khăn tay mở phấn lam dơ lên, nhưng lại không nỡ chùi, cứ phảng phất nhớ tới lời người nọ nói, cất giữ cẩn thận, lại cảm thấy bản thân thật sự đã nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ là một nụ hôn hư vô mà thôi, có cái gì giữ với không giữ, hơi hơi nắm chặt lòng bàn tay, âm thầm cười cười. Nhưng mà cái hôn trong lòng bàn tay là chuyện nhỏ, còn chuyện sắp xảy ra trên trạng nguyên yến mới là chuyện lớn, nếu theo như lời của ngự phượng đàn nói tứ hoàng tử đã nắm giữ chứng cớ, mới có thể nắm chắc phần thắng ở trên trạng nguyên yến đem vi trầm uyên đánh vào vực sâu. Như vậy vật chứng đó mới là vấn đề mấu chốt. Nghĩ đến đây, Vân Khanh đứng lên, gọi Lưu Thúy tiến vào, chuẩn bị xe, chúng ta đến chỗ của vi công tử. Đến một tòa nhà trong quan xá, xe ngựa ngừng lại, lúc này vi trầm uyên mới từ trong chiều trở về, nghe được Vân Khanh đến đây, quan phục cũng không kịp đổi, liền xuất hiện ở trước cửa. Vào phòng, Vân Khanh cũng không rông dài, trực tiếp đem đề tài chuyển đến vấn đề lời đồn đãi, gần đây có những lời đồn về Huynh, ta nghĩ Huynh đã biết rõ ràng rồi. Đúng, nghe qua không ít. Vi Trầm Uyên bưng hai chén nước, một chén đặt ở trước mặt mình, một chén cho Vân Khanh. Vân Khanh tiếp lấy chén nước, ngừng đầu nhìn Vi Trầm Uyên, nhưng thấy trong mắt Huynh ấy rất thanh nhàn không có một tia u sầu tựa hồ khi biết bên ngoài lời đồn đãi đang bay đầy trời cũng không thèm để ý chút nào. Loại thái độ vô tư này, được tạo nên bởi sự tự tin trong nội tâm, xem ra huynh ấy đối với sự tình này đã có sự chuẩn bị. Lần này lời đồn đãi tất nhiên không phải tự dưng mà lan truyền, trên trạng nguyên yến, ắt hẳn sẽ có người đem nhắc tới, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng lớn tới huynh. Nghe Vân Khanh nói xong, vi trầm uyên ngừng đầu lên, trên tuấn dung mang theo một chút ý cười nhợt nhạt hai chồng mắt nhìn ánh mắt vân khanh đang mang theo một chút lo lắng người thiếu nữ này từ lúc gặp mặt ở thôn trang vẫn luôn chăm sóc cho hắn cùng mẫu thân đến hôm nay cũng thật tâm như vậy vì chuyện của hắn mà lo lắng loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy trong lòng thực thản nhiên cảm thấy nàng là người có thể tín nhiệm vì thế nụ cười của hắn càng thêm ôn hòa bọn họ truyền ra lời đồn đãi này cũng chính là đang chờ ngày đó trên trạng nguyên yến trước mặt vương công quý tộc một khi tội danh này được thành lập, vậy thì về sau, con đường làm quan của ta cũng chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi. Thanh âm của vi trầm Uyên thực bình thản, bình thản như vậy làm cho Vân Khanh biết rằng hắn đã biết cội nguồn của việc này, hơi hơi trầm ngâm một chút, nói, huynh có biết, chứng cứ trong tay bọn họ là cái gì không? Vi trầm uyên gật gật đầu, đôi lông mi không dày không mỏng hơi nhếch lên như đang cười, dựa chán như giãn ra, Muôn tay ở miệng chén ma sát một chút, ngẩng đầu lên nói, nàng không cần lo lắng, việc này ta đã biết xử lý như thế nào rồi, sẽ không dễ dàng bị người ta đánh ngã như vậy đâu. Thanh âm của hắn thực thanh, thực giòn, chiều ánh hai tròng mắt đan thâm thúy, tạo cho người ta một loại cảm giác thực yên ổn, nhưng tận sâu trong đôi mắt ấy, lòng lánh là tia sáng mưu lược, cơ chí sáng lạn. Vân Khanh nhớ tới ở kiếp trước, hắn chỉ dùng vài năm ngắn ngủi đã có thể an vị trên chiếc ghế quan nhị phẩm. Việc này ở khắp đại ung, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, mà kiếp này, người thiếu niên trước mắt nàng cũng dùng thành tích để chứng minh tài học của hắn. Vân Khanh biết, có chút chuyện, hắn hiện tại không tiện nói ra, hoặc chính xác hơn, vi trầm uyên tự hồ còn muốn cho nàng một kinh hỉ. Đã như thế, nàng cũng không cưỡng cầu nữa, đây là một loại ăn ý giữa nàng và vi trầm uyên giữa hai người giống như bạn bè lại giống như người thân, so với người khác đều thân mật hơn. Tựa như Vi Trầm Uyên cũng không hiếu kỳ hỏi nàng làm sao có thể chắc chắn hơn cả hắn, giống như là một lời tiên đoán về từng chuyện sắp xảy ra, bọn họ tôn trọng lẫn nhau. Môi nàng hơi mỉm cười, nhìn Vi Trầm Uyên tín nhiệm gật đầu, vậy thì chờ đến Trạng Nguyên Yến để xem đòn phản kích đẹp mắt của huynh. Nhất định. Vi Trầm Uyên nâng chén trà, giống như kính rượu dơ lên với Vân Khanh, sau đó uống vào, trong đôi mắt sự trầm tĩnh luôn lưu động không dứt. Đến trạng nguyên yến, Vân Khanh theo thẩm mẫu, sau khi đã trang điểm đúng mực, liền tiến cung, đây là lần đầu tiên nàng vào cung, thiên kim tiểu thư của kinh thành cũng không quen biết, sau khi đi vào, lại thấy nơi nơi đều là phục trang đẹp đẽ, từng nhóm phu nhân tiểu thư ăn vận đầy hoa lệ. Vòng luẩn quẩn của giới quý tộc tuy lớn, nhưng mà tin tức mỗi ngày đều truyền đi cực nhanh, các nàng đều biết hôm nay được mời sẽ có những người nào, mỗi ngày đề tài trọng tâm đều luôn thay đổi, mà hôm nay đó là đang nhỏ giọng đàm luận về một người. Yến hội hôm nay, vận Ninh quận quân cũng sẽ tới mà, như thế nào còn chưa nhìn thấy bóng người vậy? Một vị phu nhân tò mò nhìn về phía cửa, muốn nhìn xem người trong lời bàn tán tại sao còn chưa vào. Các phu nhân bên cạnh nghe xong, đáy mắt cũng lộ ra vài phần tò mò. An bá từ khi vào kinh, cũng rất ít giao lưu với gia tộc các phu nhân ở đây. Các nàng chưa từng thấy qua, nên chỉ có thể ở trong lòng âm thầm phòng đoán. Uy vụ tướng quân phu nhân cũng che miệng cười, trong miệng mang theo trào phúng nồng đậm nói, có thể có cái gì đẹp mặt chứ, chỉ là một nữ nhi của thương nhân, cả người đầy mùi tiền, còn có thể như thế nào nữa, đợi lát nữa sau khi tiến vào, cũng không biết có thể làm ra chuyện mất mặt xấu hổ hay không nữa lễ bộ thượng thư phu nhân cũng nhẹ nhàng cười cũng chưa hẳn đã như thế suy cho cùng nàng ta đã cứu bệ hạ được làm vận ninh quận quân nay cũng mang phong hào tam phẩm cha của nàng lại vì phương bắc giúp nạn thiên tai mà ra tiền xuất lực cũng được chức an bá nàng cũng là nữ nhi của bá tước rồi được phong làm vận ninh quận quân thì sao chứ sau đó còn không phải vẫn là thương nhân sao chẳng lẽ có cái phong hào liền thật sự trở thành thiên kim quý tộc sao? Cũng không biết đợi lát nữa tiến vào, nhìn thấy nơi này xanh vàng rực rỡ, có lẽ sẽ động lòng tham có ý niệm trong đầu, đem vàng bạc nơi này toàn bộ trộm truyền về trong nhà không nữa. Quỳ vụ tướng quân phu nhân cười nhạo một tiếng, trong giọng nói đã tràn ngập sự khinh thường đối với vận Ninh quận quân, loại cảm xúc quá khích này khiến các phu nhân khác nhìn không vừa mắt. Dù nội tâm các nàng cũng xem thường thương hộ nhưng các nàng cũng sẽ không ở trong trường hợp này mà trực tiếp nói ra như thế huống chi an bá phủ nay đang nhận được sự ưu ái của thánh thượng những lời lẽ không có ý tốt này nếu rơi vào tay vị ngồi trên cao kia cũng không có kết quả tốt lành gì chẳng lẽ vận ninh quận quân và uy vũ tướng quân phu nhân lúc trước từng có mâu thuẫn nhưng mà cũng chưa từng nghe nói uy vũ tướng quân phu nhân cùng vị vận ninh quận quân đã từng gặp mặt a à? lễ bộ thượng thư phu nhân kinh ngạc nhìn bà ta liếc mắt một cái bất quá sau khi thản nhiên cười đem ánh mắt truyền tới địa phương khác vừa vặn trông thấy trước cổng sân trước có một vị công nhân đang dẫn đường cho một tiểu thư lạ mắt tiến vào liền cao giọng nói vị thiên kim kia hình như là lần đầu tiên nhìn thấy phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn